JK Audio, nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, anh Thương à, Hòa Bình. Vâng, 7 giờ sáng, anh Tư Hòa Bình anh xuống. Em còn sub B3 2021. Dưới vẫn có lớp gỗ, trên là kính. Vâng, vâng. Cái này nhìn đẹp lắm, mới đem bán nhiều lắm. Mình đặt trong lạc thủy, chi đê lạc thủy ấy. À, lạc thủy. Vâng. Chi đê lạc thủy ấy, chỗ em là trong từ trên đấy. Vâng. Đấy. Anh rất công đi từ sáng sớm. Vâng, rồi ra xem cho nên thực tế là hôm qua gọi điện mà. Vâng. Nó bảo là chắc chắn là hôm nay còn đi ra canh ra, nó bảo là lừa nhau. Vâng. 7 giờ sáng xe của anh đi xe khách từ Hòa Bình xuống. Anh sẽ đi xe khách từ Hòa Bình xuống à? 7 giờ sáng. Đấy, anh xem. Đấy, vâng. Đấy. Bác mở hàng đấy. Xem con Súp B3 2021. 330 mặt trước đấy ạ. Mà cái đấu ở đi sau ông Ly là cái chỉnh ông Ly cho to lại vâng. Này to theo đúng không? Vâng đúng rồi anh. À, ở đây nó có volume mà. Vâng, vì nghe tiếng cao đâu trên online YouTube. Vâng, bán hàng uy tín anh dành cả một buổi. Đi từ đêm từ Hòa Bình xuống. Anh Thương ở Hòa Bình xuống xem cái Súp B3 2021 để mua về cho gia đình. Anh muốn đến trực tiếp. Trực tiếp nghe và trải nghiệm. Vâng anh nghe thế nào anh? Nghe cũng vừa đấy. Đấy, bây giờ 7 giờ sáng rồi. Anh tắt đi đấy. Khác hoàn toàn. Anh Thương anh đã để tắt Súp đi để so sánh. Đấy. Sâu, rất sâu luôn. Đấy, cái đấy là cái căng lụa ở phía trước đấy. Vâng, hai anh em của Chiếc Kim Văn Sáng. Anh đã đến cửa hàng. Thật sự là muốn đến nghe trực tiếp để mua, để cho chắc chắn sản phẩm mình mua đó là sản phẩm hàng chuẩn. Đó là người thật, việc thật, các bác yên tâm. Các bác dù có mua online thì cái hàng sản phẩm chất lượng thì vẫn như anh Thương. Anh đến tận Thương Thị Cao yêu.
khách hàng thực tế luôn cho các bác. Có thể thành 30 mét vuông được cái gì? 50 vuông. Phòng khách của em chỉ có 20 mét vuông thôi. Thoải mái, được một ngồi ở trong buồng để còn nghe được nữa đúng không? Vâng. Thoải mái, thoải mái. Bởi vì lòng dài của nó là ngồi nghe là 5 mét, còn nhà ngang là nó nhà ngang mà nó lăn một nồi ấy. Vâng. Sáng sớm nhân viên còn chưa đi làm. Nhân viên chưa đi làm. Anh kiểm tra cứ thật là kỹ đi. Cái này là đúng không? Trung Quốc China không? Trung Quốc này anh. Hay là làng đạo Hưng Yên đấy. Không mà Hưng Yên làm giả nhiều lắm đấy. Không, em không bao giờ làm hàng Việt Nam. Không bao giờ làm hàng Việt Nam. Cánh tàn nhiệt thôi mà. Người đi mình còn mệt, mình còn say sước, nhưng khi được giúp. Đây là hơi này, đây điện này. Tắt đi khác ngay, đấy nhà khác ngay, hết sâu ngay. Anh yên tâm đi, bán hàng đảm bảo chất lượng. Chuẩn Trung Quốc cho anh chứ không hàng Việt Nam đâu. Việt Nam không đủ trình độ để làm cái này anh ạ. Có một vỏ ra chạm lông à chứ. Chưa. Em quay làm tư liệu quảng cáo, anh yên tâm chưa? Các bạn lúc mà nhà đi đâu, nó xa lắm. Vâng. Đấy, anh yên tâm chưa? Yep. Rồi, lọc cái này vào. Anh yên tâm chưa? Anh nói em một câu nào. Rồi, rồi. Anh yên tâm chưa? Rồi, rồi. Ok. Rồi, cho em cái mảnh ở trong nữa. Vâng, anh thưa anh là một người rất là cẩn thận đấy ạ. Vâng, anh kiểm tra đúng hàng như quảng cáo trên kênh YouTube. Nguồn phía rất to này. Toàn bộ linh kiện của thương hiệu V3 hết đấy ạ. Ốc này nó bắt này nó vào đây qua này. Không là chuẩn nó bé lắm. Con dưa le này, con dưa đang đóng ngắt, nó còn đang đóng ngắt đúng không? Đúng rồi. Người thật việc thật, anh thương ở Hòa Bình. Người thật việc thật đấy. Vâng, đây là mạch B32021. 4 sò các bác nhé. 4 sò này. Đấy. Anh đến từ Hòa Bình như này, anh xuống rất là sớm. Anh chụp về cho người thân. Nào anh ưng chưa? Linh kiện thế nào anh? Trả lời em câu nào. Được. Nếu mà rẻ thì tí nữa này hơn. Rẻ thì không được anh ạ, rẻ thì không có hàng chất đâu anh. Em đã để giá hợp lý cho anh. Rẻ cũng có. Hàng Việt Nam anh chấp nhận không? Không rẻ nhưng mà có hàng Trung Quốc thì B3 cho em lắp vào nhé. Vâng, anh phát biểu em câu linh kiện nó tốt không? Ừ, linh kiện được. Đấy. Giờ đấy linh kiện là được nhưng mà không biết là dùng thế nào thôi. Vào anh cho anh 10 năm. Phải do thời gian nữa. Vâng. Cái nồi điện tử thì cũng không biết được.
Vâng. Đấy, ví dụ nó 1000 cái nó khoảng không hỏng nữa 1000. À vâng, vẫn còn cái có một cái 1001 nữa đây với anh sao? À, đấy, đấy là số nó hiếm lắm anh ạ. Xác suất thì nó vẫn có. Cái kiểu gì thì kiểu đấy thôi. Vâng, nói chung là anh công nhận là cái hàng này đảm bảo được là được. Đây là anh Thương, anh ở Hòa Bình. Là người thật thật, anh đến từ rất là sớm, 7 giờ sáng và anh đi từ Hòa Bình là 20 mấy giờ anh nhỉ? Đi từ lúc 4 giờ. 4 giờ à? 4 giờ sáng. Đấy anh đi từ 4 giờ sáng ra từ Hòa Bình xuống. Đến trong cây thằng đấy. Vâng, video này sẽ dành riêng cho anh Thương, vị khách rất là đặc biệt. Rất là cẩn thận. Cất công xuống tận công ty kiểm tra. Vâng, ok, cho nên em sẽ lắp lại cho anh Thương và anh lại trải nghiệm tiếp. Vâng, sau quá trình kiểm tra nội thất của anh Thương ở Hòa Bình, vâng, bây giờ em lại ráp lại và anh cũng đang nghe lại cái bản siêu trầm của cái Sub B3 2021 đang tái tạo để cho anh trải nghiệm thực tế. Rất uy lực, mạnh mẽ, chắc. Và đặc biệt nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là hàng Trung Quốc. Nên là bán rất là nhiều. Các bác yên tâm, anh Thương anh đã phải cất công từ Hòa Bình xuống Gia Lâm để xem từng tí một. Và anh rất là hài lòng về nội thất, về linh kiện. Và bây giờ anh đang trải nghiệm thực tế. Phụ thuộc vào không gian gia đình, nó phù hợp với cái mặt trước này là đồ đất, cũng như của anh là phù hợp với cái đại mặt trước này. Vâng, anh Thương, anh ở Hòa Bình đã mua cho mình cái Sub B3 2021 ạ. Vâng, quá trình anh nghe trực tiếp thực tế thì anh cảm thấy thế nào anh? Anh cho em ý kiến. Chất lượng được. Được, linh kiện anh tháo rồi. Linh kiện tháo rồi. Rất chất đúng không anh? Vâng, ok, cảm ơn anh Thương nhé. Vâng, anh Thương anh ở Hòa Bình ạ. Rồi, đến tại cửa hàng, tại công ty. À, giá của anh em để là 3 triệu. Rồi, bác CP là 3 triệu 2. Đấy, các bác yên tâm hàng chất rất là chất lượng. Tất cửa hàng đấy. Vâng, đến tận cửa hàng. Vâng, đây là Sub B3 2021 của anh Thương đã là chủ sở hữu rồi ạ. Rồi, anh rất hài lòng. Và sau đây em sẽ bọc hàng và chuyển ra xe cho anh. Một lần nữa cảm ơn anh Thương nhé. Rồi, ok.